Megan xin giới thiệu tới các quý cô xinh đẹp một trong những thiết kế mà chắc chắn các quý cô sẽ rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là một trong những thiết kế đầm xòe mà Melia cực kỳ ấn tượng, với gam màu xanh da trời cực kỳ bắt mắt, rất phù hợp với không khí sôi động của mùa hè sắp tới. Và với thiết kế này thì dòng chất liệu vải tata gạo một lần nữa sẽ biết cách để có thể chinh phục trái tim của tất cả những quý cô yêu cái đẹp nhờ khả năng lên form và giữ form một cách tuyệt vời, tạo ra một độ xòe bồng bềnh khiến các quý cô hóa thân như những nữ hoàng thực thụ tại những buổi dạ tiệc xa hoa vậy. Và điểm ấn tượng tiếp theo ở thiết kế này đấy chính là cách mà các nhà thiết kế đã đem lại sự tự tin và thần thái cuốn hút vạn người mê cho khách hàng của mình, với phần tay xếp ly kiểu cực kỳ cầu kỳ và giúp các quý cô có thể tỏa sáng trong đám đông. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho các quý cô có thể che giấu khuyết điểm một cách tuyệt vời. Phần ngực sẽ được xếp hoa 3D rất tỉ mỉ, kết hợp với sự đính kết đan xen và tinh tế những viên đá pha lê cao cấp, giúp các quý cô trông thật sự tỏa sáng. Như vậy thì đây quả thực sẽ là một siêu phẩm đúng nghĩa khi nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố, tông màu sắc ấn tượng, chất liệu vải cao cấp và đặc biệt là những chi tiết ấn tượng. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ không thể bỏ lỡ thiết kế này, và ngay bây giờ nếu như các quý cô đặt hàng tại thời điểm này, chúng ta sẽ nhận được một chính sách hoàng online cực kỳ ưu đãi. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và free ship toàn quốc nếu như đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian thì hãy ghé showroom của Melia để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.